Hello. Hello, hôm nay gặp anh vui quá ta. Tiếp theo. Thì các còn đi chơi nữa chưa? Ông còn đi chơi nữa hả? Năm mới con có đi coi đốt pháo bông mà không? Thôi, năm ngoái năm con không đi con đó sợ không con sợ con kinh lắm rồi. Con sợ bị kẹt xe đúng không? À, kẹt người. Hôm bữa cô nói, con nói với cô là kẹt người. Đúng rồi. Cô có Đợt nhớ trước không? đi lên thành phố Hồ Chí Minh ngắm pháo hoa ngắm 15 phút rồi phải đi bộ, em ơi đi mỏi Đông chân lắm, là ở nhà còn cô cũng không có đi kiểu đâu. phải bắt đợi 45 phút nữa cơ. Đúng rồi, ở nhà cô là không ít khi nào đi lắm. Cô có gần cái chỗ thành phố Thủ Đức không cô? Có gần chứ. Đợt đấy Cô đi con tới ở đó ngay thành phố hai Thủ khoảng Đức không cô ạ? 20 phút. Con ở ngay thành phố Thủ Đức không cô ạ? Đợt đấy con ở đúng thành phố Thủ Đức luôn đấy cô. Rồi, ở đây cô có hai từ. Một là firework và từ số 2 là firecracker. Firework là pháo bông mà con thấy trên trời đó. Còn firecracker là những cái cây pháo bông mà con ăn sinh nhật mà mọi người cầm để đốt á. Con hình dung được không? Có hai từ Có ha. cái cây pháo. Rồi ngoài ra nó có từ nghĩa khác nữa là pháo, pháo mà đón Tết á. Mọi người đốt á để cho nó nổ á. Thì con cũng gọi là À cái pháo đấy, cái firecracker. pháo đấy là trước con đốt ở nhà thì cũng thấy cũng Ừ, vui đúng rồi. vui, bố con mua về. Nhớ ha, và mình sẽ có từ là firecracker, ok? Năm nay là học Ok. anh biết từ mới rồi, firecracker và fireworks phân biệt được luôn ha. Rồi, bây giờ bài tập của mình như sau. Ở đây cô có tổng cộng là 8 từ. A supermarket, coffee, soup, a cafe, a zoo, milk, hospital, great. Và Ngọc Anh sẽ có nhiệm vụ điền đáp án chính xác cho những câu miêu tả bên dưới này. Rồi Đây sao cười em rồi? make this from vegetable, then put it in the bowl. You can make this Oh, from soup. vegetable. Oh yeah. Soup. Good. Okay. Soup. Let's see. Soup. Đúng luôn. Số 2. This fruit can À, be câu số red 2. or Câu số 2. green. People sit and have a drink and talk to their friend. Here is cafe. Cafe. Good. Number four. You can buy. Oh, number four. Number three. This fruit can be red or green. You can eat. Our drink is juice is I think it's grapes. Great, chính xác. You can buy a lot of different food in the lake store. It's a supermarket. Supermarket, good luôn. Mother. Mother often gives this white drink to babies is milk. Milk, okay. Do you like milk? I don't know. You don't know? Sao con không biết ta? Ngọc Anh có uống sữa không? Không biết là con có thể uống hay không. Con không biết là con có thích uống hay không? Tại sao không biết được? Con có thích uống sữa Con không? Uống không sữa biết. mình mới cao được. Con uống sữa nhưng con chẳng cao lên miếng Con thích uống sữa vị gì? hết. Vị sô cô la với vị dâu ạ. Sô cô la thì I mình like có chocolate là and strawberry. yeah, so you Chocolate. like strawberry and chocolate flavor. Đây chocolate với như này I love chocolate milk. It's really good. Do you like grapes? chocolate. Con thấy con ghi từ chocolate đúng rồi nè. Có một lần cô nhớ là hình như Ngọc Anh ghi từ chocolate bị sai mà lâu lắm rồi. Thời xa Cái xưa từ rồi. chocolate này con học hơi bị kỹ rồi đó. Có một lần con nhớ có bị sai nhưng mà không sai, chỉ đúng là được rồi.
Rồi, Con ở phòng bên này, Ngọc Anh có câu hỏi gì không cho cô không? biết cái gì đâu, cái khác gì Trời ơi, nhìn nó vậy chứ nó dễ lắm. không, nhìn nó khó lắm. Rồi, bây giờ như thế này, mai mốt á, là mình lên lớp lớn rồi mình sẽ phải tập viết thư nữa đó. À, cô gửi thư cho Ngọc Anh và Ngọc Anh gửi thư lại cho cô. Được thưa bậc tiếng Việt thôi cho dễ, tại hai người người Được Việt mà. không? Rồi, như sau mình sẽ có một cái lá thư của bạn Eva gửi cho ông của bạn ấy. Hai người này ở xa, khá xa nhau quá nên là phải gửi thư thôi. Bây giờ trong lá thư này bạn này nói gì đây? Nhưng mình cùng tìm hiểu nha. Để làm cho nó dễ, con đọc một đoạn, cô đọc một đoạn, được không? Ai đọc trước đây? À, tôi xin. Lucy. One, two, three. One, two, three. Oh no. Cô thua mất rồi. Vậy cô đọc trước nha. Rồi, hi grandpa. It's great here. We didn't go to the beach this morning. We drove to the town to go for a walk there. We had lunch there too. We found a coffee near the market with lots of chairs outside. Mom had pea soup and Dad and I had meatballs and salad. Then we went to the market to buy some kiwis. Mom Kiwi bought a new swimsuit there too. Rồi phần còn lại là của Ngọc Anh á. is the end of the afternoon now, and where we are in the park. Mom's asleep under a big tree. Dad isn't. He's waiting to play badminton now. I've got to go. See you, love. Eva, this is Con có biết hai chữ XX này là gì không? anh Hồng. X là tượng trưng cho ôm á. Thường mọi người viết viết thư là sẽ có hai từ X và O. X là tượng trưng cho ôm. Hug và O sẽ là tượng trưng cho kiss. Kiss. Ừ. Đây. Mai mốt bài trong trường mà con thấy cái XO là mình biết rồi ha. Okay. Right. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng điền từ thích hợp và chỗ trống cho 6 câu bên dưới. Number one, mình đã có rồi, ví dụ đã có luôn rồi. Eva and her family went to town this morning. Rồi, bây giờ câu số 2 và câu tính câu số 6. Eva's mother the lunch in the cafe that's what near market. I choose is the lunch. Okay, so let's see. Eva's mother had what in a cafe that was near the market? She has what? Cô ấy có gì? Đây là con sẽ chọn những từ thích hợp ở bên trên cái ô màu vàng này điền xuống dưới nè. Have soup. Soup. Yes, pea soup. Good. Pea Eva soup. had Câu số 3. Còn bạn Eva có gì?
Rồi, quên rồi. Hồi nãy cô đọc mình đâu có nghe đâu đúng không? Có Cô đọc đoạn con dài lắm tìm á. Nhưng anh chỉ không đọc đoạn cô ngắn cô thôi. Nào, ở đây sao cái đoạn giá của cô con không thấy làm gì của nè. Rồi, cô ở bạn. đây bạn mẹ của bạn Eva hát pea soup. Có súp đậu. Còn Eva với bạn bố của bạn ấy thì có là meatball and salad. Dad and I, con đọc thành dad và dad That and I. Thiếu từ. Meatball ha. Rồi, tiếp theo. The family bought some fruit and a swimsuit at the at where? beach. No. A market. A market, chính xác. Rồi số 5. Eva mother is Hả? Cô ơi, ớt đúng không cô? Ớt đúng không cô? Đâu? Cái từ nó là ớt đúng không cô? Ở đây mình có là Đi asleep. free. Đang ngủ trong công viên. Còn câu số 6 nè, câu số 6 gỡ lại đi. Father wants to have a game of. Game badminton. Yes, chính xác. A game of badminton in the park. Rồi, các bạn có câu hỏi gì cho cô Không. không? Không, dễ quá mà đúng không? Thấy nó dài vậy thôi chứ nó quá dễ luôn. Rồi, bây giờ trước khi mình qua phần câu hỏi nè, này hỏi chị trả lời thôi, dễ lắm. Các bạn đang làm gì đó? Rồi, cô thấy có cái điện thoại nha. Chơi game đúng không? Anh đưa cho chị con. Trời ơi, cô bắt quả tang rồi. Anh đưa Rồi. cho chị con. Cô không hiểu kiểu tay con thì sao này. Con bị gì? Sao bị đỏ rồi? Có đau không? Có hả? Tại sao bị đau rồi? Có sức Con kem hay không là sức dầu lên đi cho nó đỡ đau? nó không đỡ đâu, hôm qua Con nó có sút té kem không? sút đậu. Con không. Rồi, có thể Này ngưng cái xíu đi uống thứ nước này ha không rồi bị quay đúng lại với cơ. cô nè. Đi uống nước chút đi rồi quay lại. Thủ cái này không bị. Ừ, cả Uống hai nước bên đều xịt bị luôn. không, có một đơn vị này. Rồi, Ngọc Anh có thể đi uống nước xíu ha rồi quay lại với cô. Vâng. Welcome back. So, ở phần C này cô sẽ có một số câu hỏi về kỳ nghỉ của mình và Ngọc Anh sẽ phải trả lời cho cô ha. Ở đây Cô kỳ này học 45 phút được không sắp xong rồi. Con còn có khoảng 20 phút nè. Thường là giờ này chơi với cô thôi à. Phần mà khó nhất đã qua rồi. Chút xíu thôi. Mình kiên nhẫn chút ha. Con có đi chơi với cô? chị không? Có. Có, chị đang vô, chị đang đang nói là xong chưa đúng không, nên là không tập trung đúng không? Đâu, chị cần nói gì đâu.
Đó. Rồi, nói chị xíu đi, có chút xíu là khoảng 20 phút nữa là xong rồi. 20 phút nữa thôi hả? Chị Ừ, con mới nói học chuyện với xong chị con một rồi. lát. Rồi. Học xong thì phải được nghỉ chứ cô. Chưa, xong bài này đã trả lời các câu hỏi là mình mới làm một chút xíu à. Trời Thì ơi. xong rồi con cho cô cho con nghỉ nhá. À, rồi, ở đây mình có Where do you go on the holiday? I stay at home and go to my friend's house. Okay, I stay at home and go to my friend's house. Good. Next one. Who is with you on the holidays? My cousin and I and my mom, my dad and my brother, my baby Wow, so brother. that's your whole family, right? Yes. Cả gia đình And của my mình luôn. cousin and my And friend too. your friends too. Wow, there's so many people. What do you do on holidays? I go to play with my friends What do and you stay at play? home. Oh yeah, and stay at home. What do you do with your friend and what do you do at home? You make cards? You play cards? Yes, I Do play you know cards. how to play cards? Yes. Really? Con biết chơi bài Yes. luôn. Cô không biết chơi đánh bài luôn á. Cô chỉ biết là cái gì cộng lại số thôi, còn mấy cái kia cô không biết chơi. Làm biết chơi hết. Biết chơi hết luôn, Nhưng giỏi dữ ta. mà mấy trò cũng như kiểu sắp xếp vị trí sao cho nó hợp ấy thì con không biết chơi. Cái đó là gọi là gì ta? Con có biết Như tên kiểu không? là con không Cô là cô như không biết con hả? thì 40 Cô giỡn thì lắm, cô không có thích chơi đâu. phút Rồi. rồi Chưa. còn mấy phút nữa. Do you go to No. the cinema? Have you ever been to the cinema before? Con đã đi xem No. phim lần nào chưa? Phim mà mình xem ở rạp đó là phim gì? Kể cho cô nghe với. Chim bố già Ồ dạ. Con xem phim đó hả? của Con vô Trấn rạp, Thành. xem luôn đúng không? Vâng, mẹ con Con vẫn còn đi. có Xong đi. lúc đấy bị chậm phim một tiếng, mẹ con mua trà sữa về nhà, phút xong mới ra chim xem. Dạ, vui vậy. Con thích đâu? Con thích đi ra rạp xem hay là con thích xem phim ở nhà? Con thích uống trà sữa. Trời ơi. Cô hỏi là thích ra rạp chiếu phim, xem phim hay là thích xem phim ở nhà. Ngọc Anh nói thích uống trà sữa. Rồi, thích uống trà sữa đúng không? Trà sữa tiếng Anh gọi là gì? Milk tea Exact, milk tea. Rồi, and bên trong gọi là... Đúng rồi, boba, chính xác. Trà sữa, mình uống trà sữa vị gì? vị truyền thống. Truyền thống, original, đúng không? Tiếp theo, do you play computer games? Yes. Do you play a lot? One, two, and three. Three games. Trời ơi, cô chỉ nói số lần rồi mà. Một lần thì nói làm sao? First. Once Once. time, once. Rồi hai lần gọi là quên First. rồi. Hai lần là twice. Ba lần trở đi có mà là three time, four time, fifth time. Đúng chưa? Còn khi nào mà ngày trong tháng á, thì mình mới có là first, second và third. Hoặc con thi đấu con đứng dậy nhất gì ba thì mình mới có first, second và third. Nhớ không? Lại quên rồi. Còn mỗi 20 phút nữa là Trời ơi. Nhanh lắm. Bây giờ nếu mà con mà cứ ngồi mình đợi đếm từng phút từng giây là nó chậm lắm á. Bây giờ mình cứ thoải mái học bài trước đã. Rồi tí nữa xong cô nói ngưng là ngưng. Được chưa? Rồi, tell me about your favorite à. holiday. Bây giờ kể cho cô nghe một cái kỳ nghỉ mà con thích nhất nè. It's summer What is it? summer day. Oh, summer holiday. Ok, rồi bây giờ kể cho cô nghe một đoạn ngắn bằng tiếng Anh nói vì sao con thích mùa hè. Summer holiday because it's so fun.
I can go to the swimming pool. I can play with my friend all day. Do you eat good food? I can eat pizza and I Ooh. can drink milk tea. Milk I tea. like milk tea very much and I Good. like sorbet too. That's awesome. I like summer holiday also. That's good. Next. Đây là những phần cô sẽ hướng dẫn con cách trả lời cụ thể hơn. Nhưng mà hôm nay Ngọc Anh làm rất tốt rồi. Thì phần này mình có thể skip. Nhảy qua ha. Và cô có chuẩn bị cho con ở trong phiếu học tập luôn rồi. Thì bây giờ về nhà mình sẽ xem phiếu học tập của cô và xem cách trả lời của cô luôn ha. Đây là phần cuối Con cùng của thấy là bài nghỉ của đúng mình. không cô? Đây là phần Thôi cuối con cùng chỉ không muốn làm mấy cái phần tích tích này đâu. nè. Tại sao? Thầy cứ cũng tiếc nghe nó ra hàng vì nó có Rồi, vậy nếu mình không hay nghe lắm. thì mình miêu tả thôi. Con chọn cho cô một bức hình mà con thích nhất và con nói cho cô đáp án của câu đó là cái hình của con đang nói. Khỏi cần nghe. Mình đổi đi cho nó hay hơn. Ví dụ ha. À, cô có câu ví dụ là Where does my brother work đúng không? Có đáp án là C. Thì con phải miêu tả bức tranh C đó ra để cô hình dung được và cô tick vô cho con. Ok. Rồi, câu số 1 nè, thử câu số 1 trước nè. Ủa, thử câu số 5 đầu tiên hả? Rồi, Câu câu số số 1. Which is 5. Kim's dad? I like number Mình sẽ không nói đáp án A, B, C ra trước ha, mà con sẽ phải miêu tả bức hình đó để cô đoán được con đang nói hình nào, để cô đánh dấu tích vào. Ok, đổi Cái này lại nó nha. vui nè. Which is Kim Kim's dad dad? is Kim dad is so happy. He's Yeah. reading a book. Where's Okay, reading a book. he? He's reading a book. So it's B, right? Yes. Okay, good. Number two. Where did Dan have lunch? Dan is on the Dan is on the tree. He's want to eat the bird. He's want to eat. Where does he have lunch? Yes, he have lunch. Where? Cô chưa hình dung được, con nói bởi vì vị trí ở đâu cô chưa rõ nè. He's in the countryside. He's in the countryside. He's having a Lunch. lunch Where's he? or picnic, right? Or at home or in a cafeteria. It's Yes, number C. three. Okay, C. Number three, what is Lily doing? Billy is take a bath. Where is she? Lily is taking a bath? Or is she swimming in the swimming pool? She's swimming. She's swimming in the swimming pool. Okay. What is Aunt Lucy doing? Where's Aunt? What is she doing? Yeah. She is going to visit the her friend on the hospital. Where is she? At the hospital is letter C, right? Yes, let her And see. where is Charlie's bag? Carrie bag is on the Is Where's Carrie? in the classroom. It's A, no? Okay, Yes. that's good. All right, so let me talk briefly about what you need to do. Rồi, về nhà Ngọc Anh sẽ chuẩn bị cho cô cái này trước đã. Chuẩn bị cho cô nha. Cái nào? Rồi, cô có khoảng 7 câu hỏi cho con. Về nhà chuẩn bị cho cô câu trả lời của 7 câu hỏi này. Một Đợi câu hỏi tôi thôi. hỏi, tôi sẽ hỏi. Ok, và Ngọc Anh sẽ trả lời cho cô nha. Câu đầu tiên Ok. nè.
Where do you like going on Saturday? What do you I do like there? Who do you go with? Where con does your câu trả family buy lời rồi. food? Con có How câu do trả you lời go rồi. there? When do you go there? But tell me about your favorite town, place in town. Teacher, teacher, teacher. I have an Yeah. answer. What is answer? Đó, đó sai từ đó nữa rồi đó. What answer? Number one, where do you like going on Saturday? Ừ. I like to visit my friend and go to play at the sun. Okay, good. What do you do there? I play with my friend and eat at this. And eat at their house. Okay, how many friends do you have? I have one, two, three, four, five, Four friends. Five, six. six. Wow. Six friends. Sáu bạn luôn. Yes. Có tính con vô chưa? À không, nếu mà không không vẽ ra nhiều lắm nhưng mà không kể hết được đâu. Nhiều dữ. It's so many. Yeah, that's a lot of people. And what does your family buy your food? Thường bố mẹ mua gì cho con? Để ăn. Boba, mochi. Fried chicken. Pizza. Burger. Which one? No, nothing. Bố mẹ thường không mua gì hết. Noodle. Noodles. Noodle. Okay. Yeah, noodles good. And what is your favorite place in town? I like the game store. What is it? What is that place? Game Đó là nơi như thế nào? là quán nét các cô. À, ở quán nét hả? Ngọc Anh được vô quán nét chơi hả? Con Không, muốn làm con gì? thích ra cái chỗ I like to the supermarket. Oh yeah, you like to go to the supermarket? Why? Because I can eat many one. I like eat. You like to eat? What can you eat at the supermarket? I can eat apple, noodle, drink water and drink bubble tea and lemonade too. Wow, that's a lot. Quá nhiều luôn. Bữa nào dẫn cô đi siêu thị với. Ở đấy có kiểu như là người ta cho ăn đồ thử ấy. À, ăn được thử đúng rồi, có mấy món ngon đúng không? Có ăn nhiều không? Con mới ra được có 2 lần à mà con thấy ngon. Yeah. Rồi mốt đi siêu thị cô mà đi cô mà ra gặp con là cô con với cô đi siêu thị chung ha. Mình ăn đồ ăn thử cùng nhau ha. Okay. It's so Yeah, it's really yummy. Thường thường này yum. là yummy. It's Aeon Mall. Oh, Aeon Mall. Aeon Mall có nhiều đồ ăn lắm á. Đúng rồi, được chắc đi thử thấy nhiều lắm Ừ. hà. Bình thường con đi một tuần mấy lần hay lâu lâu con mới được đi? Lâu lâu mới đi Lâu hả? lâu con mới Em đi. con trước ra đấy cũng bị lạc luôn. Trời Ừ. tại nó rộng quá mà. Xong rồi em con dạy em con bị lạc. Ồ, bị lạc. Trời, con đang làm gì đó? Đau cái gì đau. Cái hộp gì đó? Ở đất sét hả? Không, không phải đất xiết. Đây là đất sét mà. Slime. That slime. Oh, it's pretty. Cô thích cái màu này nè. Cái màu dễ thương nè. Rồi, và cô sẽ gửi phiếu học tập cho Ngọc Anh. Yêu cầu về đó là mình học từ vựng. Ngày bữa sau cô sẽ áp dụng từ vựng với con. Ai đồng Cho cô ý xem lại ha. cho Rồi, bây giờ mình có thể off tại đây. Bữa sau mình sẽ tiếp tục. Ok, have fun with your friends. bye. Bye.